Bây giờ chúng ta sẽ xem cái tiến độ thi công tàu cầu Thủ Thiêm 2. Nối từ quận 2, khu Thủ Thiêm này qua bên quận 1, bên kia. Phía quận 2 mọi thứ đã sẵn sàng rồi, bây giờ chỉ đợi phía bên quận 1 bàn giao mặt bằng thôi. Bên dưới mấy hai bên là dự án của Sơn Kim Land Metropole Thủ Thiêm. Rất chắc chắn. Đây là mặt bằng của dự án, của cái dự án cầu Thủ Thiêm này. Và cái hai cái lô này là cái dự án của Sơn Kim Land Metropole Thủ Thiêm. Cầu mình đây sẽ bắt qua trực tiếp qua bên quận 1 nè. Một nhánh sẽ đi xuống dọc bờ sông, một nhánh đi thẳng luôn. Các bạn có thấy là cái hàng cây này đã bị cưa đứt hết tất cả những hàng cây đây luôn. Chỉ cần khoảng một năm mấy nữa thôi là từ đây qua quận 1 là chỉ là một bước chân thôi.